tình hình đã cực kỳ nguy cấp cho Liên Quân Việt Nam. Đó là các đội tuyển không thể hiện được nhiều ở giải APL 2024. Nếu anh em xem giải, chắc đang cảm nhận không khí nặng nề hiện tại khi khu vực Thái và Đài họ quá áp lực đi. Và nhiều anh em đặt ra câu hỏi, liệu phải sự thất bại của AEC 2023 có thể lặp lại thêm một lần? Lý do thất bại hay là phương án khắc phục đấy ạ? Thì là việc của các đội tuyển. Còn với anh em chúng ta, là cùng xem thử xem những vị tướng nào siêu mạnh ở meta AEC 2023 đã khiến các đội tuyển Việt Nam bị loại sớm trên sân nhà, và ở meta hiện tại sức mạnh của chúng ra sao nhé. Đây là series theo dòng lịch sử Liên Quân. Hy vọng thảm bại AEC 2023 không trở lại tại APL 2024 này. Cùng cổ vũ các đội tuyển Việt Nam các bạn ơi. Top 5, Rioma. Có thể nói AEC 2023 là một mùa giải có sự chuyển biến phần nào của lối đồ Rioma đó. Vì nếu Trảm Game nhớ không nhầm thì sau khi chứng kiến những pha đánh Rioma forget full sát thương của SRY thì ở các giải sau đó và đến hiện tại nha, dù là Zero của SGP cũng lên theo forget full sát thương, dù hiệu quả lúc có lúc không. Và có lẽ chính vì điều đó đã khiến cho Rioma vươn lên thành một trong 5 vị tướng được ưa thích nhất tại giải AEC 2023 hồi đó. 39 lượt chọn, tuy nhiên tỷ thắng chỉ có 46% mà thôi. Tất nhiên, không chỉ do việc lên nhiều đồ sát thương khiến Rioma hot lên, còn do meta đánh nhanh, đánh mạnh thời điểm đầu và cần một cánh khỏe mới khiến cho Rioma được ưa chuộng như vậy. Vì đến tận APL 2024 năm nay thì với một BO3 thì Rioma vẫn có chỗ đứng ở đường top khi là một trong 3 vị tướng top lane được lựa chọn nhiều. Nhưng nếu xếp tổng tướng thì Rioma đứng thứ 18 với 8 lần chọn mà thôi. Mà thật ra nếu anh em để ý, từ khi Rioma ra mắt đến hiện tại thì ở giải đấu một thời gian Rioma đã bị out meta, sau đó được sửa chưa một thành 2 lần lướt, là coi như là chưa phiên bản nào thấy vắng mặt luôn. Nếu bạn để ý nha, ở giải đấu các tuyển thủ có một trò hay đúng hơn là mẹo khá hay, đó là tận dụng nội tại của Rioma cộng du hiệp để chích bụi. Cơ chế đơn giản lắm anh em, quay mặt vào bụi muốn chích đánh thường, nếu có kẻ địch nha, hiệu ứng của du hiệp nó sẽ mất. Tất nhiên đó chỉ là cách Rioma chích bụi sương sương thôi và không dễ để thực hành. Chích một nhịp chọc chiêu hai hay là kèm chiêu cuối, chúng ta chích dễ dàng nhất rồi. Top 4, Aoi. Giải AEC 2023 có thể nói là một mùa khá thành công của nhiều tuyển thủ. Những người đi rừng trẻ như là Valencia Enbank và bây giờ là EA đó. Và cả HK Dada đã khiến cho Vegaming trở thành cựu vương và bị loại ở vòng bảng với pha cân 4 mấu mực. Và một vị tướng mạnh như vậy được pick 41 lần, kèm theo đó là tỷ thắng 58,54%, đồng thời bị cấm bay 7 lần trong cả một tháng giải AEC là dễ hiểu. Ai bảo tướng mạnh quá cơ. Và đến giải APL 2024 này, dù trước đó có vài sự hiệu chỉnh nhỏ nhưng cũng chưa thể khiến cho Aoi bị giảm đi độ hot. Khi mới một tuần đầu thôi, Aoi đã là một trong 4 tướng được pick nhiều nhất giải với 16 lần chọn và 15 lượt bị cấm. Nên nhớ, giải chúng ta mới trải qua có 35 game đấu thôi, cũng khá dễ hiểu đúng không? Vì ở những BO5 hay là BO7 đấy ạ, Aoi có thể không phải là dạng quá nguy hiểm, nhưng ở BO3, nhất là xu hướng pick tướng mạnh để có thể đàn áp của các đội mạnh trên cơ, thì thực sự Aoi là vị tướng quá xứng đáng để lựa chọn. Anh em cứ xem đi, cái game mà Talon đánh với TDT đó, hiểu vì sao con Aoi nó lại nguy hiểm khi ở trong tay một đội tuyển ao trình. Dù là Park Park nha thể hiện một cái lối đánh solo và nằm lại khá nhiều mạng, nhưng với việc farm được cũng như là ao đẳng cấp thì việc làm thịt đối thủ vẫn cứ gọi là mắc binh. Chưa kể Aoi là vị tướng của những khoảnh khắc như cái trận Flatwood BDCG đó anh em. Dù highlight của Nailu cầm Chalot lùa năm là thật, nhưng chúng ta nào có thể bỏ qua những pha ao nhây và thoát đi mượt mà trước đó của Zan. Tuy nhiên Aoi không phải lúc nào cũng là một vị tướng sát thủ có đủ sức uy hiếp. Đơn cử như con Aoi của tuyển thủ Duyên đó, có dám bắt vào Phoenix của Antasi đâu, chỉ nhằm bắt nạt Chrissy của Madrid thôi. Top 3, Iggy. Nếu thường xuyên xem giải đấu, cha anh em đều nhận thấy Iggy không còn bị cấm quá nhiều đúng không? Nhất là từ khi Van Hên nổi lên. Và AEC 2023 là một ví dụ khi mà Iggy chỉ có bị cấm 21 trận, nhưng không phải là vì Iggy yếu hẳn đâu, bởi anh chàng này vẫn là top 3 tướng được chọn nhất AEC năm đó với 43 lần. APL năm nay cũng là một sự uy tín đến từ Iggy khi được chọn tới 18 game, nhìn thì ít nhưng đang top 2 tướng hot pick đó. Xem Iggy ở giải đấu, chúng ta không thấy một KD quá ghê, nhưng luôn là vị tướng giúp tuyển thủ mang về những MVP. Vì đơn giản, lượng sát thương và tham gia tranh là quá lớn, quá nhiều. Còn Iggy lết game ở giải đấu, chỉ cần các tuyển thủ ném chiếc cuối đẹp thôi ấy, là lụm ngay. Như cái game FPT với GG Live đó, Boka một hỏa bạo, vừa lấy nửa máu của Hoàng TD, lại lấy chiếc cuối tạo tiền đề cho Bè hạ Elsu của Hoàng TD lên bảng. Mặc dù game đó thua thật. Hay như cái game 1 giữa Buriam và Flatwood đó, Nunu với Iggy cũng có những pha hỏa bạo mang tính chất quyết định khi đánh trúng nhiều thành viên bên đối thủ. Anh em cứ nhìn Iggy kém cơ động và có vẻ dễ bắt đúng không? Nhưng nếu nhìn các tuyển thủ hàng đầu như Nunu, Fizz, Marit, iPod Pro khi họ đánh nha, Aoi cũng chưa chắc tóm được dễ dàng đâu. Tất nhiên đó là ở giải thôi, chứ ở rank đó lại một câu chuyện khác. Top 2, Zena. Không chỉ Rioma mà Zena ở giải AEC 2023 cũng là năm đánh dấu sự chuyển mình của cô nàng khi mà những Nailu, SRY đặt nền móng đầu tiên cho xu thế Zena full sát thương quay trở lại giải đấu. Chắc chắn anh em còn nhớ SRY với con Zena 3 xuyên giáp chất nhiệm. Tất nhiên không phải ai thời điểm đó cũng lên Zena sát thương khi mà những Embert, Maki, Phong, Pika vẫn lựa chọn cái lối chơi semi cho Zena. Nhưng có một điều hiển nhiên, dù lên lối đồ nào, Zena vẫn quá hot. 46 lượt chọn và tỷ thắng cao tới 56%.
Đến APL 2024 này, Zenao đang là một trong hai con bài đi top được lựa chọn nhiều nhất, 12 lần chọn sau 35 game đấu. Tuy nhiên, không phải ai chơi Zena cũng đem lại hiệu quả cao đâu nhá. Như em quý nhà mình đó, đánh con Zena hơi lỏ một chút. Ngược lại, Nailu hay là Little Boy hoặc chỉ là Be của FPT đều những sự nổi lên mạnh mẽ với những highlight của Zena. Tạm các vụ là ai đánh Zena hay đi. Con Zena nó là một kèo đấu sĩ có thể thắng mọi kèo solo nhưng cũng có thể thua mọi kèo đi đường. Đúng một con bài, vấn đề kỹ năng đúng nghĩa. Mà nhớ nhá, ở giải Zena càng hot càng nổi, với những pha dồn sát thương khét lẹt thì đeo đánh lại càng khổ. Kiểu là mấy con vợ test Zena đúng là hết cứu luôn. Nó vừa mỏng lại không có một miếng sát thương nào, mà lâu lâu lại gặp mấy ông combo Zena hài lắm nhá. Kiểu là mấy pha rõ ràng có thể câm lặng kẻ địch rồi làm gì thì làm, nhưng mà mấy con vợ đó say no và đổi dạng luôn, dẫn đến kẻ địch bỏ chạy, hoặc là tệ hơn nhá, combo hụt rồi bị thả diều luôn cơ. Bởi anh em thừa biết ở dạng trọng đao của Zena rất là dễ bị chăn dắt nếu anh em đá tứ huyệt chảm không hay. Top 1 Kera. Phải nói giải AAC 2023, Kera là tier 1 của đường rừng không hề sai nhá. Với 46 lượt chọn, 54% tỷ thắng, kèm 39 lần bị cấm đi. Dù thời gian có trôi thì đến hiện tại, Kera vẫn là tier 1 của đường rừng. Khi mà ở tại giải APL 2024, Kera vẫn là con bài đi rừng được pick nhiều thứ hai với 12 lần và bị cấm tới 11 lần. Kera ở giải AAC 2023 của BAOI là vị tướng gián tiếp loại Vgaming nói riêng và cả ba đại diện Việt Nam nói chung về nước. Được chứ, APL năm nay mấy đội Việt Nam đánh cũng khá là bè bét anh em nhỉ. Có Wanta đấy ạ, có vẻ ổn hơn chút. Một thông tin khá thú vị với 5 đội Việt Nam thì Wanta và SGP là hai đội duy nhất hiện tại vẫn chưa động vào Kera dù cho có đúng một lần bị cấm. Không biết là lúc các bạn xem được video tiên gì họ đã dùng chưa ta. Trong khi các đội mạnh khác như là Talon, Fradgot hay là Burian đều khá là ưa chuộng con bài này và sẽ pick ngay khi được thả. Vậy có phải là việc SGP và Wanta chia Kera nên mới có kết quả biết bát như vậy không ta? Mà thôi, tạm gác việc đó đi, mỗi đội một chiến thuật riêng mà. Còn Kera chúng ta chơi càng bình tĩnh thì nó càng nguy hiểm luôn. Kiểu là có thể dùng chiêu 2 một cách mắc tính nhất cũng như là căn thời gian chu cuối để có hai lần combo. Chứ có nhiều ông chơi Kera nhá, nhìn nó kiểu hài hước luôn. Xạ thủ không bắt được, sát thương chẳng có, mà ao chiếu cũng chẳng xong luôn. Và một lưu ý nhỏ nhá, đặc biệt là khi ăn rồng, anh em cố gắng kéo con rồng ra gần bờ tường một tí để Kera thể thuận lợi sử dụng chiêu cuối nhất của mình để tránh bị khống chế nhá. Dù cho thực tế, Kera với tam giác quỷ cũng không quá sợ bị cướp mục tiêu lớn đâu, nhưng an toàn là trên hết. Đó là 5 vị tướng làm mưa làm gió tại giải AAC 2023. Và anh em coi đi, sức mạnh tại giải APL 2024 nó vẫn rất là mạnh đúng không? Hy vọng là các đội tuyển Việt Nam sẽ thay đổi và tiến sâu hơn trong giải đấu này. À không, vô địch APL 2024 đi. Now you're